Lực lượng chống khủng bố chủ yếu được triển khai tại thủ đô Baghdad để kiểm soát các cuộc biểu tình bạo lực, vốn bắt đầu từ ngày 25 tháng 10 để phản đối tình trạng tham nhũng và kêu gọi cải cách hệ thống chính trị. Quanh các tòa nhà chính phủ, người ta đã tìm thấy nhiều thành viên của lực lượng này với vũ trang đầy đủ. Chính phủ Iraq triển khai biện pháp trên sau khi xảy ra các vụ đụng độ giữa những người biểu tình với lực lượng an ninh trong các ngày từ 25 đến 27 tháng 10. Mặc dù các cuộc biểu tình hôm Chủ nhật 27 tháng 10 bớt bạo lực hơn so với 2 ngày đầu, song các vụ phá hoại vẫn xảy ra. Theo thống kê, bạo lực trong 3 ngày qua đã khiến ít nhất 74 người thiệt mạng, hơn 3.600 người bị thương, 90 tòa nhà chính phủ và trụ sở bị phóng hỏa hoặc đập phá và hàng chục trường học phải đóng cửa.